toán hoặc suy nghĩ logic thì là tâm gì? Có thể vừa làm việc trí óc vừa chánh niệm được hay không? Như thế này đi. Một người làm toán ấy, họ có hai hai cái sở hữu tâm mà họ họ dùng, tức là thứ nhất ấy, là họ dùng cái định tâm. Khả năng định tâm tức là gì? Cái khả năng tập trung vào vấn đề. Ai có làm toán rồi thì biết là có khi chúng ta tập trung vào bài toán đó, cái chuyện những cái chuyện xung quanh nó không có quan trọng nữa, thì đó là cái định, đó là trách nhiệm của anh định tâm. Cái thứ hai là anh dùng cái sở hữu tưởng, tức là anh suy tư, anh bắt đầu anh phán xét, anh suy đoán các cái vấn đề đó, tức là anh dùng định và dùng tưởng nha. Rồi anh dùng niệm nữa, anh có sở hữu niệm nữa, đó là gì? Anh ghi nhớ, ví dụ như anh ghi nhớ công thức, anh ghi nhớ những cái vấn đề anh cần giải quyết đấy. Nhưng mà những cái đó nó không dính dáng gì đến chuyện tu tập. Cái sở hữu định, cái sở hữu tưởng, cái sở hữu niệm của ảnh ấy, nó không dính dáng đến chuyện tu tập, cho nên nó không thể gọi là chánh định, không thể gọi là chánh niệm à, không thể được. Bởi vì cái đối tượng mà để gọi là chánh niệm á, thì nó phải là bốn niệm xứ: thân thọ tâm pháp, quán thân quán thọ, quán tâm quán pháp trên pháp. Thế còn ngoài ra khi mà suy nghĩ những cái vấn đề đó thì chúng ta vẫn dùng những cái sở hữu tâm bình thường, vẫn dùng những cái tâm bình thường, tức là có định nè, có định, nhưng mà cái định đó nó không phải chánh định nha. Có niệm, cái niệm nó cũng không phải chánh niệm, và có tưởng, và cái tưởng nó đương nhiên không phải là trí. Anh chỉ có thể gọi là trí khi nào? Khi mà anh soi rọi vấn đề, soi rọi bản chất của vấn đề trên ba khía cạnh: vô thường, khổ và vô ngã đấy. Hoặc là anh soi rọi vấn đề khi anh quan sát nhân duyên của các pháp. Đây là duyên sanh khởi của các pháp, đây là duyên biến hoại của các pháp, đây là duyên diệt của các pháp. Chỉ khi đó thì mới gọi là trí thôi. Còn ngoài ra thì chúng sanh vẫn dùng cái sở hữu tưởng hết.